kỳ các cái mẫu sản phẩm nào mà các bác muốn sở hữu cho mình, những bộ bàn ghế VIP, hàng gỗ xỉ, hàng gỗ đẹp, hàng gỗ đẳng cấp, thì các bác có thể liên hệ với em Thắng Tài Lộc. Các bác nhé, các bác có thể thấy chiếc ghế đơn, toàn bộ sản phẩm này này. Bên cơ sở em là làm theo một đơn hàng của một bác khách, và bác có yêu cầu là hàng trộn gỗ, trộn vân các bạn nhé. Trộn từng thớ gỗ một, trộn từng sợi vân một. Và bộ sản phẩm này, nhất là các cái tấm ván này, thì bên cơ sở em đều là làm ván 2 phân và trộn vân. Nó cực kỳ khó khăn các bạn, rất khó khăn. Hàng mộng mạc thì khít đét này, hàng mộng mạc khít đét luôn. Từ các cái cột này đều được bên cơ sở em chọn rất kỹ càng. Những cái khâu chọn vân, chọn gỗ này thì nó là phải dành ra ít nhất một bộ này phải dành ra tầm 3 tháng. 3 tháng trời rồng giá các bạn. Những bộ VIP này thì em bán thì rất hay được nhiều khách giới thiệu. Và cứ làm ra bộ nào thì hết bộ ý, bởi vì số lượng nó không có nhiều các bạn. Số lượng không có nhiều. Và các bác nào phải là chịu chơi thì các bác với sở hữu cho mình được những bộ bàn ghế vân VIP này. Đây, đẳng cấp các bạn. Các bác nào thấy bộ sản phẩm này đẳng cấp thì các bác có thể comment bình luận cho em ở dưới video. Cứ bất muốn chơi bất kỳ một bộ sản phẩm bàn ghế nào mà vân VIP, chọn gỗ đều màu, hàng gỗ xỉ đét, không có mất, không có rác, đẹp như trong tranh, thì cứ liên hệ với em Thắng Tài Lộc. Đây, bộ sản phẩm này thì em làm gồm có 6 món: một đoạn dài, hai ghế đơn, một bàn lớn và một đôn cao để kẹp giữa hai ghế và một đôn thấp, kể cả vân ván mặt bàn. Ván mặt bàn đẹp chưa các bạn? Dài 2 phân. Mặt bàn liền nguyên một tấm các bạn nhé, liền nguyên một tấm. Rộng bao nhiêu đây ạ? Rộng phủ bì là 75 cm. Dài là 1m47 các bác ạ. Khuôn tranh dày 4 phân. Toàn bộ là khuôn tranh dày 4 phân. 4 phân hết. Các bác thấy bộ sản phẩm này đẹp thì các bác hãy dành cho em một cái bình luận nho nhỏ ở phía dưới video này các bác nhé. Hãy dành cho em cái bình luận nho nhỏ. Tay thì toàn bộ em làm là tay liền nguyên khối này. Tay liền nguyên khối và trộn vân. Đục bằng tay. Voi là voi phục, đục bằng tay. Đẹp chưa các bác? Phải nói là đẹp mê hồn các bác ạ. Đẹp mê hồn. Cột này, toàn bộ đều là cột không có tâm các bác ạ. Đỉnh cao cột 12. Khi mà cột 12 thì các bác có thể đo giúp em một cái vòng này. Một vòng tròn này mà là 42 cm là cột 12 các bạn nhé. Là 42 cm là cột 12. Chương này, chương toàn bộ em làm là chương 12 và đục bằng tay. Đục là voi chiến. Đây, các bác nhìn cái lá sen này. Cái lá sen này đẹp chưa các bác? Vân nó không khác gì những bông hoa cả các bác ạ. Nó không khác gì những bông hoa, nó đẹp thôi rồi luôn. Phải nói là tự nhiên tạo hóa lên những bộ bàn ghế, nó phải nói đẹp kể cả từ trên gầm lên dưới mặt các bạn. Từ trên gầm lên dưới mặt luôn. Cao từ chân lên trên đỉnh là bao nhiêu ạ? Cao là 1m25 cm. Sâu phủ bì là 72 cm. Và đoạn dài là bao nhiêu ạ? Đoạn dài phủ bì là 2m17 cm các bạn nhé. 2m17 đấy, các bác xem dưới gầm giúp em này. Xem dưới gầm giúp em Thắng đi, cho nó rực rỡ đi. Đấy, mộng mạc khít đét. Và từ tất cái thang, từ tất cái ván ở phía dưới gầm cũng đều đẹp như tranh. Đẹp như tranh các bạn ạ. Yếm dày bao phân ạ? Bác xem giúp em yếm dày bao phân. Yếm dày 4 phân các bạn ạ. 4 phân, siêu dày. Siêu dày. Chiếc đoạn này khá là lắm. Rất là. Đôn thấp này, đôn thấp em cũng trộn vân này. Toàn bộ đều trộn vân này. Ván mặt dày 2 phân và đôn thấp kích thước là 44 cm vuông. 44 cm vuông. Đây, các bác mời các bác qua đây để xem là cái dáng ghế của em thợ nhà em làm nhá. Đây, dáng ghế bên cơ sở em làm này. Toàn bộ là cổ chỉ 3 tầng. Cổ chỉ 3 tầng yếm đục là dày 4 phân, yếm đục voi phục. Cổ chỉ đục sen dẹo chỉ xung quanh đây, cổ chỉ đục sen dẹo chỉ xung quanh. Chân voi là chân voi đục, là chân voi đục đầu voi và chân mõng, chân 12. Tay voi này, dáng ghế này, vách này em làm để trơn.
Vách toàn bộ là để trơn. Vách dày bao phân ạ? Vách 4 phân và liền nguyên một tấm. Liền nguyên một tấm các bạn. Liền nguyên một tấm. Đẹp thôi rồi các bạn. Đẹp rực rỡ đây các bác nhìn đằng sau này. Đôn thì là toàn bộ đôn cao để kẹp đầu bàn, có ngăn kéo. Kích thước là rộng là 43, dài là 53 cm. Mặt đôn là cổ chỉ 3 tử, ván mặt siêu vân. Bộ sản phẩm này, bộ sản phẩm này thì là hàng trộn vân siêu vip nha các bạn nhá. 70.800 các bạn ạ. 70.800 6 món. Một đoạn dài, hai ghế đơn, một bàn lớn, một đôn cao để kẹp thứ hai ghế và một đôn thấp. Và các bác nào quan tâm đến cái sự đẳng cấp, quan tâm đến cái sự đỉnh cao hàng trộn vân, những bộ trộn vân này là hàng có 102 trên thị trường rồi. Các bác hãy liên hệ với em Thắng Tài Lộc để được sở hữu cho mình một bộ bàn ghế đẹp nhất và đỉnh cao nhất. Hãy đăng ký kênh và ấn cái nút hình quả chuông để bất kỳ một video nào em đăng ký lên thì các bác sẽ là những người xem đầu tiên các bác nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.